Thưa quý vị, ngày hôm nay Cát Tường muốn chia sẻ cho quý vị một cái sản phẩm giảm cân nữa mà Tường vừa mới trải nghiệm trong thời gian qua, đó là Đông Y Mộc Linh. Mọi người biết không, thời gian vừa rồi Tường đi du lịch hơi nhiều, ăn uống hơi bị vô độ cho nên là tăng mấy ký và bây giờ đang muốn giảm lại. Thì Tường thấy là Đông Y Mộc Linh này nó đã hỗ trợ giúp cho Tường được chút đỉnh trong thời gian qua nên Tường giới thiệu cho mọi người ngay. Thưa quý vị, Đông Y Mộc Linh thì có chiết xuất từ nấm linh chi, chè vàng nè, lá sen nè, tinh dầu bưởi, cam thảo, tinh nghệ. Cho nên với những cái chất này thì Tường cảm thấy là rất là yên tâm, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hết. Có nhiều câu hỏi đặt ra là khi sử dụng cái thuốc giảm cân này mình có bị chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt gì không, hay là có đi ngoài nhiều hơn hay không. Thì Tường chia sẻ là Tường không thấy có những cái cảm giác đó, không có những cái triệu chứng đó. Tuy nhiên là Tường cảm thấy Tường uống nước nhiều hơn lúc trước. Mà uống nước thì tốt đúng không quý vị? Cái thứ hai nữa, nhiều người hỏi là khi sử dụng Đông Y Mộc Linh á thì mình ngưng cái liệu trình này rồi mình có bị mập trở lại hay không. Thì cái điều này thưa quý vị là phải do bản thân của mình. Mình phải ăn uống điều độ, mình phải hạn chế ăn tinh bột nè, rồi đồ ngọt nè, không có ăn quá khuya, ví dụ ăn sau 7-8 giờ tối là không có được. Thì như vậy dù mình có uống thuốc tiên đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào giữ được cái cân nặng của mình thưa quý vị nha. Rồi, mọi người có hỏi là trong quá trình mà mình ăn uống cái thuốc giảm cân á thì mình có cần ăn kiêng hay không? Thưa quý vị, một cái điều rất là sai lầm là nhiều người đang uống muốn giảm cân á rồi nhịn đói luôn nữa, không ăn cái gì hết trơn, kiêng khem đủ thứ, như vậy nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì cơ thể không có những cái chất dinh dưỡng để mà nuôi dưỡng cái cơ thể thì cũng không được. Cái thứ hai, chưa nói là ảnh hưởng mình nhịn đói mà ảnh hưởng đến bao tử, đến cái đường ruột của mình là không tốt. Nên quý vị lưu ý là tuyệt đối không có gọi là kiêng khem hay là nhịn đói. Chúng ta chỉ ăn ít lại, ăn uống điều độ, ít là ít cái tinh bột, ít là ít cái đồ ngọt thôi nha quý vị, chứ không phải là nhịn quý vị nha. Và rất là đặc biệt, ngày hôm nay khi mà chúng ta mua Đông Y Mộc Linh sẽ được tặng 10 viên ban đêm. Và 10 viên ban đêm này là nó thúc đẩy cái quá trình tiêu tan cái mỡ nơi cái vùng bụng, giúp cho những cái người mà chúng ta bị lờn thuốc á, hoặc là chúng ta sử dụng nhiều sản phẩm mà nó không xuống, thì 10 cái viên ban đêm này hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Một hộp Đông Y Mộc Linh như thế này á, là giá 450.000, nếu mua 2 hộp á, là 860.000. Và một hộp về mình sử dụng được 1 tháng, và Tường đã sử dụng được nửa tháng rồi. Bắt đầu nửa tháng là chúng ta sẽ thấy những cái công dụng của nó đối với cơ thể của chúng ta quý vị nhé. Vậy thì giờ những ai đang muốn giảm cân, đang muốn kiểm soát cái cân nặng của mình thì hãy thử tìm hiểu và trải nghiệm Đông Y Mộc Linh này nha. Cảm ơn quý vị đã nghe những cái chia sẻ của Cát Tường. Cảm ơn nhiều.